Nga tấn công ồ ạt cơ sở hạ tầng của Ukraina sau nhiều tháng Ukraina bế tắc vấp phải bức tường thành của Nga không cách nào xuyên thủng Ukraina tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn vào trụ sở bí mật của Nga Liệu Mỹ sẽ hỗ trợ Armenia đối đầu Azerbaijan nhằm thách thức ảnh hưởng của Nga? 5 người Bulgaria bị bắt vì làm gián điệp cho Nga. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác. Vụ việc này đã đánh dấu cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng sau 6 tháng qua. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác vào hôm 21 tháng 9, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tập đoàn năng lượng UkraineGo thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine cho biết, vụ việc này đánh dấu cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng sau 6 tháng qua. Theo UkraineGo, các cơ sở năng lượng ở miền Tây và miền Trung Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện một phần ở các vùng Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipropetrov và Kharkov. 398 khu định cư đã bị ngắt điện, nhiều khu định cư trong số này nằm ở các khu vực tiền tuyến của Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kherson và Sumy. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny nói rằng tên lửa Nga tiếp cận từ nhiều hướng trong các đợt tấn công nối tiếp, đồng thời liên tục đổi đường bay để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Tuy vậy, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 trong số 43 tên lửa Nga phóng, bao gồm tên lửa hành trình KH-101, KH-555, KH-55 và tên lửa S-300. Trong khi đó, trang tin quân sự Aviapro của Nga cho biết quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin ban đầu, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Trước đó, theo Reuters đưa tin, các quan chức địa phương ở Ukraine cho biết Nga thực hiện các cuộc không kích tấn công một loạt khu vực, trong đó có thủ đô Kiev, cảng Odessa ở Biển Đen, Kharkov thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Loạt không kích của Nga khiến nhiều khu vực ở Ukraine mất điện. Mục tiêu các cuộc tấn công còn nhằm vào các thành phố trải dài từ Zhytomyr, Vinnytsia và Rybne ở phía tây Ukraine đến Dnipro và Poltava ở miền trung nước này. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng cho biết các vụ nổ đã được ghi nhận ở phía tây nam thành phố và lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Ông cho biết khoảng 15% cư dân Kiev đã bị mất điện. Thống đốc vùng Odessa Maxim Machenko cho hay cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng cơ sở năng lượng ở thành phố Cảng, gây ra tình trạng mất điện. Trong khi đó, thống đốc khu vực Kharkov Oleksiy Sinehubov nói rằng khu vực này đã hứng chịu khoảng 15 cuộc không kích bằng tên lửa của Nga. Khoảng 15 cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố và khu vực, cơ sở hạ tầng là mục tiêu. Thưa quý vị, một cựu chiến binh Mỹ chuyên huấn luyện các lực lượng Ukraine vừa cho hay phía Ukraine khó lòng đánh tạt sơn Nga theo kiểu vô hồi và thừa nhận kết cấu của các phòng tuyến Nga thực sự đáng sợ và khó xuyên thủng. Chẳng có mưu mẹo nào có thể giúp xuyên thủng được phòng tuyến Nga, do đó phải đánh thẳng, để rồi lại phải đối mặt với nhiều rủi ro. Một cựu chiến binh Mỹ chuyên huấn luyện các lực lượng Ukraine vừa cho hay, phía Ukraine khó lòng đánh tạt sườn quân đội Nga theo kiểu vô hồi, và do đó phải đánh thẳng để rồi lại phải đối mặt với nhiều rủi ro. Người lính này sử dụng hô hiệu Zeki Hiện nay, Zeki cách xa tiền tuyến và thực hiện đào tạo hàng trăm binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ. Đây là lực lượng bộ binh hạng nhẹ dùng để giữ các vùng lãnh thổ mà Ukraine mới chiếm lại từ tay Nga. Zeki thừa nhận kết cấu của các phòng tuyến Nga khiến chúng thực sự đáng sợ và khó xuyên thủng. Zeki cũng nhận định, dù Anh có thông minh khôn khéo, đi đường vòng, tìm một nơi thích hợp nhằm đánh bại phòng tuyến Nga, thì Anh sẽ lại gặp một phòng tuyến khác, rồi cứ thế cứ thế. Theo Zeki, chẳng có mưu mẹo nào giúp xuyên thủng phòng tuyến Nga cả, chỉ có cách đi thẳng mà thôi. Ukraina phát động hoạt động phản công Nga trên quy mô lớn vào đầu tháng 6 năm 2023 nhưng đạt được ít tiến bộ và chưa thu được đột phá quy mô lớn nào. Giới chức và binh sĩ Ukraina đã cố gắng bác bỏ các chỉ trích cho rằng cuộc phản công của họ chậm chạp. Họ viện dẫn lý do là phòng tuyến Nga có chiều sâu và quân đội có lợi thế về quân số. Tại mặt trận Orikh lính Ukraine đang phải đối mặt với thử thách ngặt nghèo của xung đột vũ trang. Dù ở ngầm dưới lòng đất, các quả bom lớn của Nga thường xuyên ném xuống đây vẫn đủ sức làm sập đổ mọi thứ lên người họ. Trước đó, vào mùa hè năm 2023 ở quanh Robotai, phía nam thành phố Orykiv, Lính Ukraine phải bò qua nhiều bãi mì rộng lớn, giao tranh trong hàng tuần liền để giành giật các khu định cư nhỏ bé. Các lực lượng Kiev đang di chuyển từ từ xuống Mariupol, nhưng hành trình này cũng đầy đau đớn. Đề hình ở đây trống trải, rộng bát ngát kiểu nông trường. Lãnh thổ mà thủy quân lục chiến Ukraine mới chiếm được vào tháng 8 cũng chỉ là đống đổ nát của một tòa thị chính nhỏ xíu nằm giữa các con đường nông thôn. Có ít thứ để chiếm và phòng thủ. Vào cuối tháng 11 tới, thời tiết ở Ukraine sẽ trở nên lạnh hơn và mùa đông sẽ ùa tới, tạo ra nhiều bất lợi trong hoạt động tác chiến của Ukraine. Các lực lượng Ukraine chỉ còn khoảng 8 tuần nữa để hành động trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Khi đông đến, thời gian trời sáng sẽ ít hơn và lực lượng Ukraine tiến công vào phòng tuyến Nga sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nhiều. Trong khi đó, khi tuyết bắt đầu rơi, Nga sẽ cố gắng củng cố hơn nữa tiền tuyến hiện tại của họ. Tổng thống Nga Putin được cho là trông cậy vào mùa đông để củng cố vị thế của mình trong cuộc đối đầu với Ukraine và phương Tây. Nguy cơ gia tăng xung đột Nga-Ukraine đang trở nên lớn hơn khi Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đồng thời người ta phát hiện mảnh vỡ các UAV ở biên giới các nước NATO. Bộ Quốc phòng Nga trước đó xác nhận một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của nước này đã thiệt mạng ở vùng Nagorno-Karabakh hôm 20 tháng 9. Theo thông báo, nhóm binh sĩ Nga đang quay trở lại trạm quan sát thì xe của họ đã bị tấn công bởi những tay súng không rõ danh tính. Tất cả các quân nhân trên xe đều thiệt mạng tại chỗ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ con số thương vong chính xác. Ngay sau đó, Tổng thống Aliyev đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về sự cố xảy ra trong hoạt động quân sự của Azerbaijan nhằm vào vùng lãnh thổ ly khai. Lãnh đạo Azerbaijan đã xin lỗi, gửi lời chia buồn và đề nghị bồi thường cho gia đình các binh sĩ Nga, theo thông báo từ Điện Kremlin. Trước đó, khi tình hình căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia tăng cao, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Azerbaijan ngừng hoạt động ngay lập tức, nói rằng điều này đang làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở Karabakh. Liên minh châu Âu, Pháp và Đức cũng lên án các động thái quân sự tại Nagorno-Karabakh, kêu gọi các bên quay lại đàm phán về tương lai vùng lãnh thổ này. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp khẩn về tình hình Nagorno-Karabakh trong vài ngày tới. Tuy vậy, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều clip mà ở đó người ta vẫn nghe thấy tiếng pháo kích ầm ầm ở Stepanakert, thủ phủ của Karabakh, được Azerbaijan gọi là Khankendi. Ông Hikmet Hajiyev. Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev cho biết Bắc cư đã triển khai lực lượng mặt đất và họ đã chọc thủng phòng tuyến của Armenia ở một số nơi đạt được một số mục tiêu chính Tuy nhiên lực lượng ly khai Armenia phủ nhận điều này Trong một tuyên bố mới đưa ra, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết các lực lượng quân đội nước này cho đến nay đã chiếm giữ hơn 60 cứ điểm quân sự và phá hủy tới 20 phương tiện chiến đấu cùng một số hạ tầng khác của đối phương Về phần mình, chính quyền ly khai Karabakh cho biết 25 người đã thiệt mạng, trong đó có hai dân thường và 138 người bị thương do hành động quân sự của Baku. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Armenia đang xích lại gần Mỹ và rời sang Nga dù vẫn nằm trong liên minh CSTO với Nga. Giới quan sát đang đánh giá khả năng Mỹ can thiệp hỗ trợ Armenia đối đầu với Azerbaijan và thách thức ảnh hưởng của Nga trong vùng. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã quyết định xích lại gần hơn với Mỹ, thậm chí có thể cả khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Cho tới nay, Armenia đã tiến hành tập trận với Mỹ, dù Armenia là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn dắt. Armenia giành được sự ủng hộ đáng kể của Mỹ. Quốc gia thừa nhận sự tồn tại của điều mà Armenia gọi là cuộc diệt chủng đối với người Armenia trong các giai đoạn 1894, 1896 và 1915, 1918 với hậu quả là 1,5 triệu người Armenia tử vong, Ngày nay có khoảng 400.000 người Mỹ gốc Armenia đang sinh sống tại Mỹ. Trước đó, Mỹ và Armenia đã có cuộc tập trận chung mang tên Đối tác Đại Bàng kéo dài 10 ngày. Điều này khiến Nga đặc biệt lo lắng. Sự tham gia của 85 binh lính Mỹ và 175 binh lính Armenia nhằm chuẩn bị cho việc lực lượng Armenia tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Dù có quy mô nhỏ, nhưng đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt hoạt động mà Bộ Ngoại giao Nga gọi là những hành động không thân thiện của đồng minh truyền thống. Vào năm 2020, Xung đột bùng nổ lần thứ hai giữa Azerbaijan và lực lượng người Armenia, trong đó chiến thắng thuộc về phía Azerbaijan. Thủ tướng Armenia khi ấy, ông Pashinyan giải thích rằng việc Armenia thất trận là do thiếu vắng sự hậu thuẫn của Nga, mặc dù chính ông đã đồng ý với một thỏa thuận đình chiến do Tổng thống Putin làm trung gian, mà theo đó lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ đóng quanh hành lang Lachin để bảo vệ Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh. Armenia có dân số khoảng 3 triệu người. Nằm giữa các nước Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Georgia, Armenia có mối quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ Azerbaijan. Armenia cũng tích cực hậu thuẫn cho những người tộc Armenia sống ở vùng Nagorno-Karabakh nằm bên trong lãnh thổ Azerbaijan hiện nay. Nagorno-Karabakh là một vùng đất không có biển ở khu vực Nam Caucasus. Thời Liên Xô, Azerbaijan trực tiếp quản lý vùng này. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, người tộc Armenia chiếm đa số tại Karabakh Muốn ly khai khỏi Azerbaijan và sáp nhập vào Armenia. Sau cuộc chiến Karabakh lần thứ nhất kết thúc vào năm 1994, đa phần vùng lãnh thổ này do Cộng hòa Artsakh tự phong, không được quốc tế công nhận, còn được gọi là Cộng hòa Nagorno-Karabakh kiểm soát và cai quản. Thưa quý vị, mới đây, Ukraine đã có một loạt các động thái mới nhất nhằm thể hiện sự xung đột về mặt lợi ích với các nước đồng minh phương Tây. Liệu điều này có gây bất lợi cho Ukraine khi tác động của cuộc xung đột với Nga khiến quốc gia này phải trông cậy vào các quốc gia láng giềng? Báo cáo của Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine NACP cho biết, Kiev đã bổ sung hai nhà sản xuất máy công cụ có độ chính xác cao hàng đầu của Đức là Spinner và DMG Mori vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Máy móc của các công ty này tiếp tục được Nga giữ và đặt mua bất chấp lệnh trừng phạt. Báo cáo viết, không có chúng, Moscow không thể sản xuất vũ khí và các linh kiện phục vụ kế hoạch quân sự. Trang web thuộc sở hữu của nhà phân phối chính thức Spinner ở Nga, Spinner LCC, tuyên bố họ vẫn hoạt động như thường lệ và sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ trên quy mô lớn, khối lượng thiết bị mà Spinner cung cấp cho Nga đã tăng 500%. Còn DMG Mori, được cho là đã thông qua đại diện của mình tại Nga là DMG Mori Rush LLC, vận hành một nhà máy máy công cụ ở Ulyanovsk, Ulyanovs Machine Tool Plants LLC. Thông báo của NACP chỉ rõ, trên thực tế, DMG Mori vẫn là người tham gia tích cực vào thị trường Nga. Điều này trái ngược với các tuyên bố chính thức của hãng. Như vậy, NACP đã bổ sung 14 nhà nhập khẩu máy công cụ do Đức sản xuất vào danh sách ứng cử viên bị trừng phạt. Ở một diễn biến khác, nhưng cũng liên quan vấn đề hạn chế thương mại, trong bối cảnh Ukraine và một số thành viên EU có sự xung đột về lợi ích trong vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Điều này xuất phát từ việc xuất khẩu thực phẩm của Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị nhức nhối ở EU sau khi Bruxelles quyết định chấm dứt các hạn chế của khối đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Nhưng một số nước ở sườn phía đông của châu Âu ngay lập tức bác bỏ quyết định này. Các quyết định của Ba Lan, Hungary và Slovakia cấm ngũ cốc của Ukraine đã làm nảy sinh tranh chấp kéo dài giữa Bruxelles và các thành viên phía đông của EU. Sự bất đồng đã khơi dậy căng thẳng trong khối và gây chia rẽ giữa Ukraine và Ba Lan, một trong những đồng minh gần gũi của Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết, chúng ta sẽ ra hạn lệnh cấm này bất chấp sự phản đối của họ. Chúng ta sẽ làm điều đó vì đó là lợi ích của người nông dân Ba Lan. Nông dân ở Ba Lan cũng đổ lỗi cho việc giá giảm là do một lượng lớn ngũ cốc Ukraine đổ vào. Theo các thỏa thuận mới của EU, Ukraine đã đồng ý thực hiện các bước nhanh chóng để ngăn chặn sự gia tăng xuất khẩu ngũ cốc sang khối. Ủy ban Châu Âu đã đồng ý kiềm chế áp đặt các hạn chế, miễn là các biện pháp của Ukraine có hiệu quả. Các nước thành viên EU có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định thương mại của Brussels các quan chức EU cho biết lệnh cấm đơn phương nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan và các nước láng giềng có thể vi phạm luật pháp EU. Kiev đã đáp trả bằng tuyên bố sẽ hạn chế nhập khẩu từ Ba Lan, Hungary nếu họ không dỡ bỏ lệnh cấm vận ngũ cốc mà họ đơn phương thực thi, không tuân theo chính sách chung của EU. Thủ tướng Ukraine lưu ý, Kiev đã gửi yêu cầu chính thức tới Ba Lan, Hungary và Slovakia về việc vi phạm các quy định của WTO. Một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử cũng đang được tiến hành nhằm chống lại những hành động không thân thiện của các quốc gia này trong lĩnh vực thương mại, dựa trên số liệu thống kê năm 2023. Ông Denis Mihan nhấn mạnh, nếu Ba Lan và Hungary không đồng ý với các biện pháp đã thỏa thuận với EC và không dỡ bỏ lệnh cấm vận đơn phương đối với hàng hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyết định cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa nhất định từ các nước này vào thị trường Ukraine. Cập nhật diễn biến mới nhất của vụ kiện, theo thông tin từ WTO, yêu cầu của Ukraine đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp kéo dài của WTO và có thể trở thành vụ tranh chấp WTO đầu tiên của Ukraine với tư cách là nguyên đơn chống lại một thành viên EU. Một binh sĩ Pháp đang có mặt ở Niger khi liên lạc với người thân ở trong nước đã cho biết cuộc sống của các binh sĩ trong căn cứ ở Niger hiện rất khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các binh sĩ chủ yếu ăn đồ đông lạnh và số lượng đồ ăn cũng còn rất hạn chế, chỉ đủ cho vài ngày nữa. Pháp hiện duy trì khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại ba căn cứ ở Niger theo các thỏa thuận đã ký từ nhiều năm trước với chính quyền Niger trong đó lớn nhất là căn cứ Ba Khan nằm gần sân bay thủ đô Niamey. Từ nhiều tuần qua, căn cứ này nằm dưới sự phong tỏa chặt chẽ của hàng trăm binh sĩ, cảnh sát cùng những người biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp ở Niger. Binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ này hoàn toàn không thể ra ngoài mua lương thực hay hàng hóa. Toàn bộ các xe di chuyển vào khu vực này đều bị khám xét kỹ càng. Dự kiến chủ nhật tới đây, ngày 24 tháng 9, căn cứ này sẽ bị cắt nguồn cung cấp điện, làm gia tăng thách thức với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây cũng theo nguồn tin, hai căn cứ nhỏ khác mà binh sĩ Pháp đồn trú ở phía tây Niger gần ngã ba biên giới với Mali và Burkina Faso cũng trong tình cảnh tương tự, đang bị chính quyền quân sự Niger phong tỏa chặt chẽ, hoàn toàn không thể tiếp cận nguồn cung lương thực từ bên ngoài. Pháp là quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ nhất của đảo chính quân sự lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum trong đêm ngày 26 tháng 7 vừa qua. Paris không công nhận chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra dẫn đến việc lực lượng này tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với Paris, đồng thời yêu cầu Pháp phải rút đại sứ và toàn bộ lực lượng về nước. Ngoài các căn cứ quân sự có binh sĩ Pháp đồn trú, tòa nhà đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey cũng đang bị các binh sĩ, cảnh sát và người biểu tình Niger phong tỏa từ nhiều tuần qua. Nhiều nhà phân tích lo ngại tình trạng căng thẳng kéo dài hiện nay xung quanh các căn cứ quân sự và tòa nhà đại sứ quán Pháp tại Niger có thể dẫn đến những cuộc đụng độ nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát giữa những người biểu tình quá khích và các binh sĩ Pháp đang bảo vệ các cơ sở này. Theo nhà phân tích an ninh người Nigeria, Ovigwe Eguegu nói rằng các nhà lãnh đạo được dân bầu ở các thuộc địa cũ của Pháp đã làm được rất ít thứ trong việc cải thiện cuộc sống của người dân. Ông nói, đó là lý do những cuộc đảo chính này diễn ra. Thành thật mà nói, đây là những cuộc đảo chính dân túy. Theo ông Eguegu, nếu người dân không thấy được lợi ích từ chính phủ dân cử thì sẽ có rất ít sự ủng hộ dành cho các chính phủ như vậy trong thời kỳ khủng hoảng. Một số chuyên gia cũng cho rằng các cuộc đảo chính gần đây ở nhiều thuộc địa cũ của Pháp là do tình trạng nghèo đói dai dẳng. Pháp bị cáo buộc khai thác tài nguyên thiên nhiên của các nước này khi giúp giải quyết các vấn đề kinh tế tại địa phương. Kể từ năm 2020, tâm lý chống Pháp dường như đã góp phần gây ra các cuộc đảo chính ở Burkina Faso, Guinea, Mali và gần đây là Niger. Luật sư Ibrahima Kane cho rằng tâm lý tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Pháp là có thật. Ông nói, nhận thức của người Pháp về công dân ở những nước này chưa bao giờ thay đổi họ luôn coi người dân nơi đây là công dân hạng hai. họ luôn đối xử với người châu phi, đặc biệt là người châu phi nói tiếng pháp theo một cách nhất định và khu vực tây phi muốn điều đó thay đổi. ông david babayan, cố vấn của lãnh đạo khu vực nagorno karabakh cho biết nhiều vấn đề quan trọng chưa được hai bên thống nhất. ông babayan khẳng định hai bên có thỏa thuận về việc chấm dứt hành động quân sự, song đang chờ thỏa thuận cuối cùng trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra. khi được hỏi về việc giao nổ vũ khí, ông babayan cho rằng Lực lượng Armenia tại Nagorno Karabakh trước hết cần được đảm bảo an ninh. Các cuộc đàm phán giữa Azerbaijan và phái đoàn Armenia từ Nagorno Karabakh diễn ra tại thị trấn Jablog của Azerbaijan. Đại diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng có mặt tại cuộc họp. Một ngày trước đó, với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno Karabakh, đại diện Azerbaijan và lực lượng vũ trang người gốc Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch. Theo đó, các lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này chấp nhận giải giáp vũ khí. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, Azerbaijan triển khai kế hoạch quân sự tại nagorno karabakh do có 4 cảnh sát và hai dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây. Khu vực nagorno karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa Azerbaijan và Armenia. Theo hãng tin Reuters của Anh, Trước tình hình gia tăng căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Azerbaijan ngừng hoạt động ngay lập tức, nói rằng điều này đang làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở Karabakh. Liên minh châu Âu, Pháp và Đức cũng lên án hành động quân sự của Azerbaijan, kêu gọi nước này quay lại đàm phán với Armenia về tương lai Karabakh. Trong khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều clip mà ở đó người ta vẫn nghe thấy tiếng pháo kích ầm ầm ở Stepanakert, thủ phủ của Karabakh được Azerbaijan gọi là Khan Kandy. Ông Hikmet Hajiyev, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, Baku đã triển khai lực lượng mặt đất và họ đã chọc thủng phòng tuyến của Armenia ở một số nơi, đạt được một số mục tiêu chính. Tuy nhiên, lực lượng ly khai Armenia phủ nhận điều này. Trong một tuyên bố mới đưa ra, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết các lực lượng quân đội nước này cho đến nay đã chiếm giữ hơn 60 cứ điểm quân sự và phá hủy tới 20 phương tiện chiến đấu cùng một số hạ tầng khác của đối phương. Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh thông tin mà hai bên đưa ra, đồng thời đặt câu hỏi rằng không rõ hành động của Baku có gây ra xung đột toàn diện kéo dài ở Armenia hay không. Thưa quý vị, ngôi mộ của ông Trùm công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin được tăng cường bảo vệ an ninh sau khi cây vĩ cầm biểu tượng đã bị đánh cắp khỏi nơi đây. Chia sẻ với tờ Moscopski Consomoles của Nga, một nhân viên nghĩa trang cho hay, các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại ngôi mộ của ông Prigozhin sau vụ trộm. Cụ thể, một trạm gác và một camera giám sát đã được lắp đặt để bảo vệ mộ của ông Prigozhin tại nghĩa trang Prokhorovskoye ở Saint Petersburg sau khi một cây vĩ cầm bị đánh cắp. Nhạc cụ này là một trong những biểu tượng của tập đoàn Wagner vì những chiến binh của họ được mệnh danh là nhạc sĩ. Nhân viên nghĩa trang cho biết, một cây vĩ cầm đã xuất hiện tại mộ của ông Brigozin vài ngày sau khi ông được chôn cất hôm 29 tháng 8. Tuy nhiên, nhân viên này khẳng định nhạc cụ mà anh mô tả là trông đắt tiền đã bị cướp vào ngày hôm sau. Các nhân chứng đã nhìn thấy một người đi xe đạp bỏ chạy khỏi hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nhân viên này tiết lộ, sau đó một camera quan sát và một chốt bảo vệ đã được lắp đặt tại mộ của ông Prigozhin. Bây giờ ở đó có nhân viên bảo vệ túc trực 24 trên 7. Các biện pháp này được thực hiện bởi những thành viên Wagner sau khi nhận được sự chấp thuận của Ban Quản lý Nghĩa Trang. Trước đó, cơ quan hàng không Nga đã công bố tên của tất cả 10 người trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tver phía tây bắc Moscow bao gồm ông Prigozhin và một số nhân vật cấp cao khác của Wagner. Vụ tai nạn xảy ra 2 tháng sau ngày ông Prigozhin lãnh đạo một cuộc binh biến thất bại chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga. Cho đến nay vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông Prigozhin nắm vai trò thủ lĩnh của tập đoàn này. Tuy nhiên trong một bài bình luận trên Sky News hồi tháng 6 vừa qua, phó nguyên soái không quân Anh đã nghỉ hưu Sir Bell cho rằng nếu không có thủ lĩnh Prigozhin, thật khó để biết lực lượng Wagner sẽ tồn tại và phát triển như thế nào. Hiện ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn. Cuộc điều tra đang được tiến hành theo điều 263 Bộ luật hình sự Liên bang Nga về hành vi vi phạm các quy tắc an toàn khi di chuyển và khai thác vận tải hàng không. Ủy ban này nêu rõ, tất cả các cuộc kiểm tra pháp y cần thiết sẽ được chỉ định và các hoạt động điều tra sẽ được thực hiện để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Ngày 21 tháng 9, cơ quan công tố Vương quốc Anh CPS cho biết, 5 công dân Bulgaria bị bắt giữ vào tháng 2 tình nghi làm gián điệp cho Nga sẽ bị buộc tội âm mưu thu thập thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi cho kẻ thù nhằm mục đích gây phương hại đến sự an toàn và lợi ích của nhà nước. Ba trong số các thành viên của đường dây gián điệp gồm Olin Rusev, Bizer de và Katrin Ivanova đã bị bắt ở Anh và đã bị buộc tội vào tháng 2 vì sở hữu giấy tờ giả, bao gồm hộ chiếu của một số quốc gia với mục đích không đúng đắn. Sau đó bị bắt giam lần thứ hai xuất hiện tại Old Bailey ở London vào ngày 31 tháng 7. Các tài liệu mà họ bị cáo buộc bao gồm hộ chiếu và chứng minh nhân dân của các quốc gia bao gồm Anh, Bulgaria, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Cộng hòa Séc. Vào tháng 8, Đức cũng đã bắt một sĩ quan quân đội vì nghi làm gián điệp cho Nga. Theo đài DWK, các công tố viên liên bang Đức cho biết một người đàn ông đã bị bắt hôm 9 tháng 8 tại thành phố Koblenz ở bang Greenland, Palatinate, phía tây Đức. Các công tố viên nói rằng nghi phạm đã tiếp cận lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn ở bang lân cận North Green Westphalia và cả đại sứ quán Nga ở thủ đô Berlin. Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buchmann thông tin nghi phạm là một sĩ quan trong quân đội Đức. Người này làm việc cho bộ phận thiết bị, công nghệ thông tin và hỗ trợ tại chỗ của quân đội Đức và bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin về công việc của mình tại một bộ phận trong quân đội Đức cho các cơ quan ngoại giao Nga với ý định chuyển các thông tin đó cho mật vụ Nga. Trước đó vào tháng 3, cơ quan an ninh Ba Lan cũng đã bắt một nhóm 9 người được cho là gián điệp của Nga. Ba trong số những người bị bắt giữ là công dân Belarus. Những người này bị bắt với cáo buộc đang chuẩn bị các hành động phá hoại ở Ba Lan và theo dõi các tuyến đường sắt được sử dụng vận chuyển vũ khí vào Ukraine. Các nghi phạm bị bắt đang chuẩn bị những hành động phá hoại nhằm làm tê liệt việc cung cấp thiết bị, vũ khí và viện trợ cho Ukraine. Các nhân viên an ninh cũng đã thu giữ máy ảnh, thiết bị điện tử và máy phát GPS từ những người bị bắt. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho rằng nhóm này đến Ba Lan từ Belarus, quốc gia giáp biên giới với Ba Lan. Mối đe dọa là có thật. Ukrainska Pravda, UP, trích dẫn nguồn tin trong dịch vụ đặc biệt SPU mới đây cho biết Ukraine đã lên kế hoạch tấn công sau khi phát hiện quân đội Nga đã thiết lập trụ sở chính tại một nhà máy sản xuất động cơ địa phương. Thông tin này đã được chuyển cho quân đội Ukraine và sau đó họ cùng nhau phối hợp để tấn công các mục tiêu đã vạch sẵn Cuộc tấn công tên lửa cuối cùng được thực hiện một cách bí mật. Được biết, chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga đang chiến đấu trên mặt trận Zaporizhia và tham mưu trưởng của họ đã bị thương do vụ tấn công. nguồn tin cho biết hàng chục sĩ quan nga cấp cao cũng bị trọng thương và khoảng 10 người trong số họ đã chết cùng với các thủ lĩnh quân sự khác. nguồn tin của UP không nêu rõ ngày diễn ra cuộc tấn công, chỉ lưu ý rằng đó là vài ngày trước. Trước đó, theo hãng thông tấn Ukrinform, bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch phản công gồm các hoạt động tấn công theo hướng thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia và các hoạt động tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Trong hôm 21 tháng 9, lực lượng không quân Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga và 10 cuộc tấn công vào cứ điểm nhân lực, kho đạn dược và thiết bị quân sự Nga. Cũng theo Ukraine form Cục An ninh Ukraine SBU và lực lượng hải quân nước này đã mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea vào đêm hôm 21 tháng 9, khiến binh sĩ Nga thiệt mạng và thiết bị quân sự hư hại. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm tới các mục tiêu nói trên và gây thiệt hại nghiêm trọng cho thiết bị quân sự Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết nhiều vùng của nước này đã bị không kích bằng tên lửa qua đêm hôm 20 tháng 9 đến sáng hôm 21 tháng 9. Theo nhà chức trách Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kiev và các vùng khác khắp Ukraine. Ít nhất 18 người đã bị thương trong đợt không kích này trong khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng, tòa nhà, khách sạn và công trình xây dựng khác bị hủy hoại. Reuters dẫn lời nhà vận hành mạng lưới điện Ukrainago của Ukraina thông tin, cơ quan chức trách đã buộc phải cắt điện một phần ở 5 vùng gồm Rivne, Zhytomyr, Kiev, và Kharkov ở miền Tây, miền Trung và miền Đông đất nước. Valery Zaluzny, tổng tư lệnh các lực lượng Ukraina tuyên bố, phía Nga đã nã 43 tên lửa hành trình và các mục tiêu của nước này qua đêm Tuy nhiên lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 36 tên lửa trong số đó. Các nhân chứng kể đã nghe thấy các tiếng nổ rung chuyển Kiev và khu vực lân cận từ lúc bình minh. Nhà chức trách đã điều động các nhóm cứu hộ tới nhiều địa điểm khắp thủ đô. Hiện Moscow chưa lên tiếng về các thông tin trên. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine vừa qua đã phối hợp với cơ quan an ninh nước này SBU tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn vào trụ sở bí mật của Nga ở thành phố Melitopol, ở phía đông nam Ukraine do Moscow kiểm soát. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga và 10 cuộc tấn công vào cứ điểm nhân lực, kho đạn dược và thiết bị quân sự Nga. Ukraine's Pravda, UP, trích dẫn nguồn tin trong dịch vụ đặc biệt SPU mới đây cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch tấn công sau khi phát hiện quân đội Nga đã thiết lập trụ sở chính tại một nhà máy sản xuất động cơ địa phương. Thông tin này đã được chuyển cho quân đội Ukraine và sau đó họ cùng nhau phối hợp để tấn công các mục tiêu đã vạch sẵn. Cuộc tấn công tên lửa cuối cùng được thực hiện một cách bí mật. Được biết, chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga đang chiến đấu trên mặt trận Zaporizhia và tham mưu trưởng của họ đã bị thương do vụ tấn công. Nguồn tin cho biết, hàng chục sĩ quan Nga cấp cao cũng bị trọng thương và khoảng 10 người trong số họ đã chết cùng với các thủ lĩnh quân sự khác. Nguồn tin của UP không nêu rõ ngày diễn ra cuộc tấn công, chỉ lưu ý rằng đó là vài ngày trước. Trước đó, theo hãng thông tấn Ukraine Form, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch phản công, gồm các hoạt động tấn công theo hướng thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia và các hoạt động tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Trong hôm 21 tháng 9, lực lượng không quân Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga và 10 cuộc tấn công vào cứ điểm nhân lực, kho đạn dược và thiết bị quân sự Nga. Cũng theo Ukraine Form, Cục An ninh Ukraine SBU và lực lượng hải quân nước này đã mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea vào đêm hôm 21 tháng 9, khiến binh sĩ Nga thiệt mạng và thiết bị quân sự hư hại. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm tới các mục tiêu nói trên và gây thiệt hại nghiêm trọng cho thiết bị quân sự Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết nhiều vùng của nước này đã bị không kích bằng tên lửa qua đêm hôm 20 tháng 9 đến sáng hôm 21 tháng 9. Theo nhà chức trách Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kiev và các vùng khác khắp Ukraine. Ít nhất 18 người đã bị thương trong đợt không kích này, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng, tòa nhà, khách sạn và công trình xây dựng khác bị hủy hoại. Reuters dẫn lời nhà vận hành mạng lưới điện Ukraine Go của Ukraine thông tin, cơ quan chức trách đã buộc phải cắt điện một phần ở 5 vùng gồm Rivne, Zitomir, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkov ở miền Tây, miền Trung và miền Đông đất nước. Valery Zaluzny, tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine tuyên bố phía Nga đã nã 43 tên lửa hành trình và các mục tiêu của nước này qua đêm. Tuy nhiên, lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 36 tên lửa trong số đó. Các nhân chứng kể đã nghe thấy các tiếng nổ rung chuyển Kiev và khu vực lân cận từ lúc bình minh. Nhà chức trách đã điều động các nhóm cứu hộ tới nhiều địa điểm khắp thủ đô. Hiện Moscow chưa lên tiếng về các thông tin trên. Thưa quý vị, vừa qua, nhiều sĩ quan cấp cao của Nga ở Ukraine đã thiệt mạng vì trụ sở bị tấn công. Một bài đăng trên kênh Telegram cho biết, nhiều sĩ quan cao cấp đã chết vì một cuộc tấn công có chủ đích. Hiện chưa rõ số lượng chính xác các nạn nhân. Các sĩ quan quân đội Nga chủ chốt trong nỗ lực chiến tranh của Moscow ở Ukraine vừa qua đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công vào trụ sở quân sự của họ gần Kherson. Newsweek trích dẫn kênh Telegram của Nga đưa tin, trong khi Ukraine cũng vừa phát động cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay vào Crimea và Biển Đen. Trước đó, theo hãng tin Reuters, chia sẻ trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 20 tháng 9 và rạng sáng hôm 21 tháng 9, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV nhằm vào các địa điểm ở Nga đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ngoài 19 UAV Ukraine bị phá hủy khi xuất hiện ở Biển Đen và bán đảo Crimea, Nga còn phá hủy 3 UAV khác ở các vùng Kursk, Belgorod và Orlov của Nga. Kênh Telegram VCHK OGPU có nguồn tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cho biết, sở chỉ huy của sư đoàn dù số 7 của Moscow nằm ở khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở tỉnh Khe phía nam Ukraine đã bị tấn công. Bài đăng trên kênh Telegram này cho biết, nhiều sĩ quan cao cấp đã chết vì một cuộc tấn công có chủ đích, hiện chưa rõ số lượng chính xác các nạn nhân. Kênh Telegram Nga còn cho biết thông tin này đã được xác nhận bởi Jevgeny Khanin, Chủ tịch Tổ chức Cựu Chiến binh của Sư đoàn Tấn công Đường Không, cận vệ số 7 đóng quân ở Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga, nằm gần Kherson. Bài đăng được xuất bản hôm 19 tháng 9 cũng không nói rõ cuộc tấn công xảy ra vào thời điểm nào. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014, Kyiv thường không lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm tấn công vào các mục tiêu ở Crimea. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 9, quân đội Ukraine đã thừa nhận tấn công vào sở chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga gần thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo các quan chức G7, xung đột ở Ukraine có thể kéo dài hơn những dự báo trước đó và các nước thành viên cần có kế hoạch tài chính để tiếp tục hỗ trợ Kyiv tờ Bloomberg dẫn lời một quan chức nhóm G7, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển cho biết, xung đột Ukraine có thể kéo thêm ít nhất 7 năm nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh của Kiev sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Nguồn tin của Bloomberg cũng nói thêm, dự báo không mấy lạc quan về thời điểm xung đột Ukraine kết thúc đến từ kết quả chiến dịch phản công kéo dài và không mấy hiệu quả của Kiev trong gần 3 tháng qua. Kỳ vọng của các nước phương Tây dành cho cuộc phản công không còn như thời điểm đầu năm 2023. Hãng tin AFP dẫn nguồn một quan chức tình báo Ukraine khẳng định Cục An ninh Ukraine SBU và Hải quân nước này đã tấn công và gây thiệt hại nặng nề lên căn cứ không quân Saki của Nga tại bán đảo Crimea vào rạng sáng ngày 21 tháng 9. Các đoàn tấn công của SPU và hải quân đánh trúng mục tiêu và gây tổn thất nặng nề lên trang thiết bị của Nga. Nga tuyên bố hạ được 19 drone Ukraine, trong khi kiev ép tổ Nga phóng 43 tên lửa vào khắp lãnh thổ nước này. Người này cũng mô tả cuộc tấn công được bắt đầu bằng máy bay không người lái drone và tên lửa hành trình Neptune ở giai đoạn sau. Bên cạnh đó, ông cho rằng căn cứ Saki chứa ít nhất 12 máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cầm tay, đồng thời là nơi tập huấn lực lượng binh sĩ vận hành drone của Nga. Phía Nga không xác nhận những thông tin về thiệt hại kể trên. Cũng trong ngày, Ukraine cho biết, Nga phóng 43 tên lửa hành trình nhằm vào loạt hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước, lần đầu trong vòng nửa năm qua, sau nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận, giới chức thành phố đã điều động lực lượng cứu hộ đến hàng loạt địa điểm trong nội thành. Thị trưởng Kiev Vitaly Kalitko cho biết 7 người đã bị thương, trong khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gây cháy tại trung tâm thành phố và một số cơ sở hạ tầng. Trước đó, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 19 UAV Ukraine trên Biển Đen và bán đảo Crimea, đồng thời bắn hạ 3 chiếc khác trên không phần các tỉnh Bengorod, Kursk, Oreo đều của Nga trong đêm 20 tháng 9. Tỉnh trưởng tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sondo cho biết, hai tên lửa tầm xa Storm Shadow do quân ép phóng đã bị vô hiệu hóa tại tỉnh Kherson ngày hôm nay 20 tháng 9. Một tên lửa đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, trong khi một tên lửa khác bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và sau đó rơi xuống đất, không có ai bị thương. Nga đang duy trì đòn tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế cho chiến dịch phản công được Kiev tiến hành suốt hơn 3 tháng qua. Nhiều đòn tấn công đã nhằm vào các kho chứa vũ khí, đạn dược, cơ sở dự trữ xăng dầu và nhà máy công nghiệp. Nhưng đây là đòn tấn công đầu tiên của Nga và hệ thống năng lượng Ukraine trong 6 tháng qua. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lưới phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ. Theo CNN, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Estonia và thống kê của các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang tiêu tốn khoảng 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Trong thời gian tới, các đơn vị pháo binh của Ukraine đặt mục tiêu có thể bắn ra 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 20.000 quả mỗi ngày của Nga. Kỷ lục Moscow trong năm nay là 60.000 quả đạn pháo một ngày. Theo CEO của một trong những nhà máy sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu, Dramitari, để đạt được mốc khai hỏa 10.000 lần mỗi ngày, Kiev cần 1,5 triệu quả pháo hàng năm. Lầu Năm Góc cho hay, tính đến tháng 7 năm 2023, Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả pháo cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. EU đã cung cấp ít nhất 250.000 quả pháo năm nay, cùng các khoản hỗ trợ song phương trực tiếp giữa các nước thành viên và Ukraine. Các quan chức quốc phòng Estonia ước tính vào tháng 2 năm 2023, việc sản xuất đạn pháo ở châu Âu đã đạt khả năng tối đa là 300.000 quả trên năm. Kịch bản tăng sản xuất lên 2,1 triệu quả pháo mỗi năm vẫn xa vời. Kho đạn pháo của châu Âu đã cạn kiệt và hệ thống sản xuất hiện nay bị quá tải. Các khách hàng mua đạn dược đều đang nóng lòng nhận được bất kỳ thứ gì sẵn có. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, CEO của nhà sản xuất pháo Europlasma đã miêu tả thông điệp của các khách hàng là chúng tôi sẽ lấy tất cả những gì các bạn có thể tạo ra. Với quyết tâm hỗ trợ Ukraine, Ủy ban châu Âu ở Bruxelles hồi tháng 3 đã thông báo kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo từ tháng 3 năm 2024 trong một kế hoạch ba giai đoạn. Ban đầu, theo kế hoạch, các nước châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine những gì họ có thể rút ra từ kho dự trữ quốc gia của mình. Vào tháng 7 năm 2023, khoảng 224.000 quả đạn pháo đã được EU cung cấp cho Ukraine. Giai đoạn thứ hai kêu gọi các nước châu Âu mua chung đạn pháo từ các nhà cung cấp địa phương, tránh cạnh tranh giữa các đồng minh và thúc đẩy 8 hợp đồng lớn trị giá 1 tỷ euro, tương đương với 1,06 tỷ đô la Mỹ, ký với các nhà cung cấp hiện tại. Ở giai đoạn thứ ba, EU cam kết chi 500 triệu euro để thúc đẩy việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm về dài hạn, đầu tư vào các nhà máy sản xuất lớn và các dây chuyền cung cấp ổn định hơn để đảm bảo khả năng sản xuất tương lai. Kênh Telegram Baza đưa tin một máy bay không người lái đã được phát hiện hôm 17 tháng 9 tại một trang trại ở quận Novosmonsky, tỉnh Voronezh, phía nam Moscow. Tờ này đăng hình ảnh thiết bị nằm trên cánh đồng gần trạm xe buýt trên đường cao tốc giữa Voronezh và Novosibirsk. Khi được các thành viên vệ binh quốc gia Nga kiểm tra ngày 17 tháng 9, thiết bị ở tỉnh Voronezh đã phát nổ. Bà ra đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu phóng các máy bay không người lái tự hủy. Chúng sẽ phát nổ vài giờ sau khi hạ cánh. Trước đó, tướng Kirilo Budanov, người đứng sau các hoạt động quân sự bí mật của Ukraine cho hay hoạt động tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm làm kiệt sức hệ thống phòng không của Nga – vô hiệu hóa các máy bay ném bom và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất quân sự. Được biết, Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước để tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến Nga bằng tên lửa tầm xa và UAV. Được biết, mục đích sử dụng UAV còn là gieo rắc sự lo lắng cho người dân Nga và làm gián đoạn nền kinh tế Nga. Hồi tuần trước, Ukraine đã sử dụng UAV và tên lửa để tấn công hạm đội biển đen của Nga ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea và một nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không tại Tver, nằm gần thủ đô Moscow. Việc Ukraine dùng UAV tấn công đã liên tục gây ra tình trạng gián đoạn ở sân bay quốc tế chính của Moscow. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cũng cho biết quân đội nước này cũng đã phải đối mặt với số lượng máy bay không người lái nhiều chưa từng thấy trên không phận vào hôm thứ Hai. Các cuộc tấn công được thực hiện từ nhiều hướng khác nhau, trong đó tỉnh Odessa và Mykolaiv bị máy bay không người lái sa hét và tên lửa hành trình tấn công. Theo các báo cáo, Ukraine đã vô hiệu hóa 18 máy bay không người lái và 17 tên lửa hành trình. Các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 229 máy bay không người lái loại này, chiếm khoảng 78,15% tổng số máy bay được Nga triển khai. Thưa quý vị, trước hành động NATO tập trận sát biên giới Nga, Moscow đã đưa ra cảnh báo gai gắt, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tập trận này giống như tất cả các cuộc diễn tập khác của NATO sẽ liên quan đến việc triển khai quân đội và thiết bị của Mỹ tới châu Âu và thực hiện các công việc tiếp tế hậu cần. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các cuộc diễn tập của NATO gần biên giới Nga nguy cơ xảy ra sự cố ngoại ý muốn và khiến gia tăng căng thẳng. Bộ Ngoại giao cho hay, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng do các hoạt động của Liên minh quân sự NATO gần với biên giới Nga, không phận và không gian hàng hải của Nga, Nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn và tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn. Bộ ngoại giao Nga cho biết thêm, những trường hợp như vậy khiến tình hình gia tăng, nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang gia tăng. Theo Bộ ngoại giao Nga, NATO không che giấu sự thật rằng diễn tập quân sự của liên minh quân sự này nhằm đối phó đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2024 trên lãnh thổ nhiều quốc gia châu Âu. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ. Mới đây, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nói cuộc tập trận phòng vệ tập thể mang tên Steadfast Defender sẽ diễn ra ở Đức, Ba Lan và ba quốc gia vùng Baltic, Estonia, Latvia và Litva, giáp biên giới với Nga. Theo Đô đốc Rob Bauer, NATO cần phải làm nhiều hơn nữa để tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa hiện tại cũng như các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Hồi tháng 6, NATO tổ chức cuộc tập trận có quy mô lớn mang tên Air Defender 23 có sự tham gia của 10.000 binh sĩ từ 25 quốc gia cũng như 250 máy bay chiến đấu và được mô phỏng theo kịch bản hỗ trợ điều 5 của NATO, phòng vệ tập thể. Hôm 16 tháng 9, Đô đốc Rob Bauer nói NATO sắp bước vào một kỷ nguyên mới của phòng thủ tập thể mà khối này được cho là đã chuẩn bị trong nhiều năm. Vị đô đốc này chỉ trích việc các thành viên NATO thiếu cam kết đối với nền tảng an ninh, chưa đáp ứng 2% GDP chi cho ngân sách quốc phòng. Năng lực sản xuất khí tài của NATO đang tụt hậu, việc giao vũ khí bị trì hoãn và giá thiết bị và đạn dược tăng vọt. Theo đô đốc Rob sự ổn định lâu dài của NATO cần phải là ưu tiên hơn lợi nhuận trong ngắn hạn, đồng thời cho biết việc ngăn chặn xung đột thông qua biện pháp gian đe phải được đề cao. Ông cũng tái khẳng định cam kết của NATO trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Nga nhiều lần tuyên bố Moscow coi việc tăng cường quân sự của NATO là một mối đe dọa, đồng thời cảnh báo những động thái như vậy sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực, do đó cần phải có các biện pháp an ninh bổ sung từ Nga. Nga cũng nhiều lần cảnh báo NATO không nên mở rộng về phía đông, gần biên giới Nga. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các hoạt động như vậy của NATO là một trong những nguyên nhân chính của cuộc xung đột ở Ukraine. Reuters đưa tin, mới đây Nga thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine vào sáng sớm cùng ngày, làm một số người bị thương và làm hư hại các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Nhân chứng của Reuters cho biết, các vụ nổ được nghe thấy ở Kiev và khu vực lân cận sau khi có cảnh báo về cuộc không kích. Nhà chức trách đã cử đội cứu hộ đến một số địa điểm ở thủ đô của Ukraine. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Kalimenko, đã có người dân ở các vùng Kiev, Chekasy và thành phố Kharkov ở phía đông bị thương trong cuộc tấn công. Ông Kalimenko viết trong một thông báo đăng trên mạng xã hội, đó là một buổi sáng không yên tĩnh, người ta nghe thấy tiếng nổ ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Ông Kalimenko cho biết thêm rằng một khách sạn và một số dân hàng mua sắm đã bị hư hại ở Chekasy, miền trung Ukraine và một số người nơi đây bị thương. Thị trưởng Kiev Vitali Kalichenko thông tin rằng có một số người, trong đó có một bé gái 9 tuổi bị thương. Ông cho biết các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố, một số cơ sở hạ tầng và một số tòa nhà phi dân cư gây hư hại và hỏa hoạn. Maxim Kozitsky, thống đốc khu vực Lviv cho biết, ba tên lửa của Nga đã bắn trúng vào một số cơ sở hạ tầng và nhà kho ở thành phố Drohobych ở phía tây, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km. Trong khi đó, thống đốc Alexander Prokudin báo cáo có người thiệt mạng do pháo kích của Nga vào một ký túc xá ở thành phố Kherson ở phía nam trong một cuộc tấn công khác vào đêm ngày 18 tháng 9. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga đã thực hiện 44 cuộc không kích, 15 cuộc tấn công tên lửa và 35 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bán loạt MLRS vào các vị trí quân Ukraine và các khu vực đông dân cư trên khắp Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV trong đêm ngày 16, dạng sáng ngày 17 tháng 9. Theo thông báo của không quân Ukraine, có tổng cộng 16 mục tiêu trên không, gồm 6 UAV Sahet-136, Sahet-131 phóng từ hướng Đông Nam và Nam, thị trấn Primoko Aktak, tỉnh Krasnodar, Krai, Nga, và 10 tên lửa KH-101, KH-555, KH-55 phóng từ 9 máy bay chiến lược Tu-95MS, cất cánh từ căn cứ không quân Enro. Không quân Ukraine cho biết hướng chính của cuộc tấn công là tỉnh Odessa, Ukraine đã bắn hạ một tên lửa hành trình KH-101, KH-555, KH-55 và UAV Sahet-136, Sahet-131. Trong khi đó, một số tên lửa của Nga đã rơi trúng một kho ngũ cốc ở Odessa, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine đang làm việc tại hiện trường. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga ngày qua đã tấn công làng Mikinske và làng Tomina Banka của tỉnh này, làm dân thường thiệt mạng và cảnh sát bị thương và hư hại cơ sở y tế. Ông Oleksiy Hubov, tỉnh trưởng Kharkov cho biết trên Telegram, ngày 17 tháng 9, thành phố Kharkov cũng bị 4 tên lửa phòng không S-300 tấn công, khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Trong một căn phòng vô trùng tại một nhà máy được bảo vệ nghiêm ngặt ở thành phố Kansas, Mỹ, những người kỹ thuật viên đang chăm chút cho từng đầu đạn hạt nhân. Công việc đòi hỏi tính chính xác cao cùng với sự tỉ mỉ và khéo léo của những nhân viên kỹ thuật vì thiết kế mỗi đầu đạn đều có hàng nghìn lò xo, so, bánh răng và các điểm tiếp xúc phối hợp hoạt động cùng lúc và nhịp nhàng để tạo ra vụ nổ hạt nhân. Một vết xước nhỏ trên đầu đạn cũng đủ để khiến quả bom bay chạy hướng. Cách đó khoảng 1.300 km ở bang New Mexico, trong một tầng hầm có tường thép bao quanh, những nhân viên kỹ thuật tại đây cũng làm một công việc không kém phần khó nhằn. Họ phải gắn theo người, máy theo dõi bức xạ, đội kính bảo hộ và đeo găng tay 7 lớp để tham gia tạo hình lõi plutonium cho đầu đạn mới. Đây chỉ là hai trong số những căn cứ tên lửa hạt nhân và cơ sở sản xuất vũ khí bí mật chịu trách nhiệm bảo trì kho vũ khí hạt nhân đã có tuổi thọ lên tới hàng chục năm của Mỹ. Chính phủ Mỹ thông báo nước này sẽ chi hơn 750 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới để cải tạo gần như mọi bộ phận của hệ thống phòng thủ hạt nhân lâu đời. Các quan chức cho biết không thể chờ đợi lâu hơn được nữa do một số hệ thống và bộ phận đã hơn 50 năm tuổi. Đây được cho sẽ là cuộc cải tổ hạt nhân lớn nhất của chính phủ Mỹ kể từ thời chiến tranh lạnh. Đã gần 80 năm kể từ lần cuối cùng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo hòa bình có thể không kéo dài. Họ đánh giá Washington đã bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn với các mối đe dọa toàn cầu, bao gồm việc Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân và Nga liên tục đe dọa sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine. Trước tình hình như vậy, những loại vũ khí cũ kỹ của Mỹ cần phải được thay thế để đảm bảo chúng hoạt động. Marvin Adams, giám đốc chương trình vũ khí của Bộ Năng lượng Mỹ, cho biết Điều chúng tôi muốn làm là bảo tồn cuộc sống mà không cần tham gia các cuộc xung đột. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, trong kho vũ khí của chúng ta không có thứ gì thực sự có tác dụng ngăn chặn được kẻ thù trừ khi chúng ta có nền tảng và năng lực dân đe hạt nhân. Theo các hiệp ước quân sự, Mỹ bị giới hạn 1550 đầu đạn hạt nhân. Trước kế hoạch hiện đại hóa vũ khí của chính phủ, các kỹ thuật viên, giới khoa học và đội tên lửa quân sự nước này phải đảm bảo các vũ khí cũ tiếp tục hoạt động cho đến khi vũ khí mới được lắp đặt. Để bảo trì kho vũ khí hạt nhân hiện tại, mọi trách nhiệm nặng nề đặt lên vai đội ngũ quân nhân và kỹ thuật viên trẻ tuổi của chính phủ do không còn được phép tiến hành các vụ thử hạt nhân gây nổ các nhà khoa học không thể xác định được chính xác tuổi thọ của lõi plutonium trong đầu đạn hạt nhân ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh của một vụ nổ câu hỏi tương tự cũng đặt ra với các bộ phận phổ biến hơn như phần nhựa kim loại và hệ thống dây điện trong ngòi nổ chính vì vậy công việc của các kỹ thuật viên là phải liên tục thử nghiệm trong mọi điều kiện và hoàn cảnh Tại cơ sở An ninh Quốc gia thành phố Kansas thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, các kỹ thuật viên sẽ phải làm nóng từng bộ phận của đầu đạn hạt nhân đến nhiệt độ cực cao, thả chúng ở tốc độ mô phỏng một vụ tai nạn máy bay và chịu cảnh rung lắc hàng giờ. Các cuộc thử nghiệm nhằm mục đích mô phỏng các tình huống trong thế giới thực, từ việc lao vào tấn công mục tiêu hay vận chuyển trên một con đường gồ ghề trong một hành trình kéo dài. Đối với phần lõi plutonium, các kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos sẽ tiến hành các đánh giá tương tự đặt plutonium dưới áp suất, nhiệt độ và áp suất cực cao để đảm bảo nó có thể nổ tung như dự tính. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất trong công tác bảo trì đầu đạn hạt nhân là tìm bộ phận thay thế và cách kiểm tra để xem chúng có ảnh hưởng tới chất lượng của đầu đạn hạt nhân hay không. Hầu hết các đầu đạn hạt nhân có thiết kế từ hàng chục năm trước. Rất nhiều trong số những nhà sản xuất và nhà thầu quốc phòng tham gia sản xuất đầu đạn hạt nhân xưa kia đều không còn hoạt động. Điều này buộc các phòng thí nghiệm hạt nhân của chính phủ Mỹ phải thiết kế lại các bộ phận cũ dựa trên sự hỗ trợ của máy tính và kỹ thuật in 3D. Chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 đã nổi giận sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu, EU. Ông Jacek Sassin, Ngoại trưởng Ba Lan viết trên trang mạng xã hội X trước đây được gọi là Twitter. Không ai trên thế giới giúp đỡ người Ukraine hào phóng hơn người Ba Lan. Tổng thống Volodymyr Zelensky nên nhớ điều này. Nhưng chính phủ ở Warsaw cũng phải quan tâm đến việc chăm lo cho đời sống công dân Ba Lan, bao gồm cả nông dân. Sau sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc biển đen hồi tháng 7, trong nỗ lực bảo vệ thị trường nội địa và nông dân, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu nông sản Ukraine lẫn việc buôn bán chúng tại biên giới của họ. Bất chấp, Bruxelles cho biết họ không gia hạn các hạn chế này trên toàn EU, vốn vừa hết hạn vào tuần trước. Kiev đã lên tiếng phản đối động thái này, trong đó ông Zelensky hôm 19 tháng 9 phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng thật đáng báo động khi thấy một số người châu Âu đang giúp Moscow. Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan, Piotr Müller, nói với đài phát thanh RMF FM, tôi hy vọng những lời này không nhằm vào Ba Lan ông Bia Tajiplo hiện là một nhà lập pháp châu Âu và từng giữ chức Thủ tướng Ba Lan năm 2015 đến 2017, bình luận rằng những tuyên bố của ông Zelensky là những lời bóng gió lẽ ra không nên được một chính trị gia như ông nói ra. Ba Lan là nước cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao hàng đầu cho Ukraine trong giao tranh với Nga. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Ukraine tại Warsaw và cảnh báo rằng nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Ba Lan giúp đỡ Nga trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Vassinger Varik, đại sứ Ukraine tại Ba Lan, đã được Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Bawel Zablonski tiếp đón. Tại cuộc gặp, đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ từ phía Ba Lan liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Theo ông Zablonski, những luận điểm chống Ba Lan là sai và đặc biệt không có căn cứ liên quan đến một quốc gia đã hỗ trợ Ukraine kể từ những ngày đầu của giao tranh. Ông Zablonsky cho rằng, việc gây áp lực lên Ba Lan thông qua các nền tảng đa phương hoặc khiếu nại lên các tổ chức quốc tế không phải là phương pháp giải quyết tranh chấp thích hợp và nó sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Bởi vì các hành động của chính phủ Ba Lan nhằm bảo vệ nông dân của họ đang tuân theo các quy định quốc gia, châu Âu và pháp luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại sứ Ba Lan, Patosy Choky, về cái mà họ gọi là nhận xét không thể chấp nhận được của một quan chức cấp cao ở Warsaw là ông Marcin Perzidak, người đã kêu gọi Ukraine biết ơn nhiều hơn đối với sự giúp đỡ của nước láng giềng trong một cuộc phỏng vấn. Kiev cho biết trong một tuyên bố, chính trị không nên đặt ra sự nghi ngờ lẫn nhau, đồng thời bác bỏ những tuyên bố về sự vô ơn bị cáo buộc của người Ukraine là không đúng sự thật. Cuộc phỏng vấn ngay lập tức vấp phải phản ứng tức giận từ Kiev. Andrei Sibiga, phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine, đã chỉ trích điều mà ông gọi là nỗ lực của một số chính trị gia Ba Lan nhằm truyền bá những tuyên bố vô căn cứ rằng Ukraine không đánh giá cao sự giúp đỡ của Warsaw. Sự phát triển làm xấu đi mối quan hệ giữa Kiev và Warsaw. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích lệnh cấm là phi châu Âu và kêu gọi Brussels để lệnh này hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski đã gạt bỏ những lời chỉ trích, chỉ ra sự hỗ trợ rộng rãi của đất nước ông đối với Ukraine. Ông cũng nói rằng Ba Lan hành động theo lợi ích của chính mình, bao gồm cả việc giúp đỡ Kyiv. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện nga Kevin McCarthy mới đây cho biết ông không đồng ý cho phép Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Hạ viện Mỹ để kêu gọi thêm viện trợ từ Washington, trong khi nhiều thành viên Hạ viện Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến muốn chính quyền của ông Biden hạn chế mức viện trợ. Tờ New York Times đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã quyết định không cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hạ viện Mỹ trong chuyến thăm tới đồi Capitol vào ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương. Chủ tịch Hạ viện McCarthy sẽ tổ chức một cuộc họp riêng với ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du đến Mỹ vào đầu tuần này và có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky kêu gọi các quan chức Mỹ duy trì hỗ trợ cho Kiev Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cho phép chi thêm 24 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine. Ông Zelensky tin sự xuất hiện của ông sẽ tạo điều kiện để kế hoạch viện trợ trên được thông qua. Trong khi nhiều thành viên Hạ viện Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, ngày càng có nhiều ý kiến muốn chính quyền của ông Biden hạn chế mức viện trợ. Dân biểu Byron Donner của Florida nói với truyền thông trước chuyến thăm của ông Zelensky, hiện tại Hạ viện Mỹ không có tiền cho Ukraine. Ông Donner nói thêm và cho rằng đây không phải là thời điểm tốt để ông Zelensky đến thăm. Nói thẳng ra, chúng ta đang thâm hụt 2.000 tỷ đô la Mỹ. Bất kỳ khoản viện trợ mới nào cho Ukraine cũng là tiền mà chúng tôi phải vay mượn từ tương lai. Chủ tịch Hạ viện McCarthy cũng đặt câu hỏi về mức độ viện trợ quân sự cho Ukraine, trách nhiệm giải trình ở đâu về số tiền chúng ta đã chi kế hoạch để giành chiến thắng là gì. Tôi nghĩ đó là điều mà công chúng Mỹ muốn biết. Sự hoài nghi ở Mỹ đã được thúc đẩy bởi những lo ngại về nạn tham nhũng ở Ukraine. Vài tuần trước chuyến đi tới New York, Tổng thống Zelensky đã sa thải cựu Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Renikov khi ông này không thể giải quyết được nạn tham nhũng trong bộ này. Khoảng 77% người Ukraine tham gia trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm trực tiếp về nạn tham nhũng trong chính phủ và quân đội nước này. Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận toàn quốc do Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev thực hiện vào tháng 7 năm 2023. Theo yêu cầu từ Quỹ Sáng kiến Dân chủ Inko Kucheiv DIF, cuộc thăm dò sử dụng phương pháp phỏng vấn các cá nhân bằng máy tính bảng. Trong khuôn khổ thăm dò, hơn 2011 cuộc phỏng vấn đã diễn ra, sai số không vượt quá 3,3%. Theo đó, phần lớn người được hỏi không tin ông Zelensky có liên quan trực tiếp đến các vụ tham nhũng nhưng họ tin rằng Tổng thống đã chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề, tức Tổng thống phải chịu trách nhiệm vì thiếu hành động. Sự chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề đã làm xói mòn niềm tin của người dân vào chiến thắng và ảnh hưởng đến chính Tổng thống. Báo Kiev Post dẫn lời ông Petro Bukoki, người đứng đầu DIF, Ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có chuyến thăm xứ Bạch Dương trong khuôn khổ tham dự vòng tham vấn an ninh chiến lược Nga-Trung lần thứ 18 do ông và thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Pachushev đồng chủ trì. Đang chú ý, lãnh đạo Bắc Kinh và Moscow đều không tham dự phiên họp cấp cao khóa học 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ. Thay vào đó, Tổng thống Vladimir Putin dành thời gian tiếp Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 20 tháng 9 trong cuộc gặp hai bên cho thấy sẵn sàng đáp ứng các lợi ích của nhau moscow tái khẳng định sự ủng hộ không thay đổi với chính sách của bắc kinh về các vấn đề liên quan đến đài loan tân cương và hồng kông còn theo bộ ngoại giao nga quan chức cấp cao hai nước thảo luận chi tiết về tình hình ở ukraine nhấn mạnh mọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng mà không tính đến lợi ích của nga đều vô nghĩa việc đại diện trung quốc có thái độ ủng hộ thỏa thuận hòa bình tại ukraine có tính đến lợi ích của nga là phù hợp với nỗ lực trung lập của bắc kinh và tương đồng với phát biểu lãnh đạo quan chức cấp cao moscow trong thời gian gần đây các hoạt động này phản ánh một số điểm đáng chú ý thứ nhất chuyến thăm của ông kim và ông vương tới nga là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng moscow vẫn chưa thể bị cô lập như mong muốn của phương tây thứ hai nó phản ánh mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa trung quốc và nga với sự tham gia của Iran và Triều Tiên để phản ứng trước sức ép đến từ Mỹ cùng các đồng minh. Thứ ba, ngay cả khi Bắc Kinh duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, nước này vẫn duy trì đối ngoại ở mức cần thiết với Washington, tương tự phương châm giảm thiểu rủi ro nhưng không phân tách của chính quyền ông Joe Biden. RIA Novosti dẫn lời ông Putin, chuyến thăm đã tạo động lực tốt cho sự phát triển quan hệ song phương. Chúng tôi phát triển từ quan điểm thống nhất là hình thành một thế giới đa cực chứ không phải một thế giới dựa trên một số quy tắc mà không ai có. Ông đánh giá chuyến thăm đã tạo động lực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo giữa Nga và Trung Quốc. Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt gần 200 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Sau đó, trong cuộc gặp với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng tới. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ chấp nhận lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Trung Quốc vào tháng 10, thể hiện ý định đến thăm nước này cùng thời điểm với diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Nếu được thực hiện đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Trung Quốc kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Putin đến thăm Trung Quốc lần gần đây nhất vào tháng 2 năm 2022, khi ông tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Hầu hết các nhà quan sát cho rằng ông Putin đang nhắm đến việc tăng cường quan hệ của Nga với Trung Quốc trong bối cảnh sự dạn nứt giữa Nga và phương Tây đang gia tăng vì vấn đề Ukraine. Một cựu chiến binh Mỹ chuyên huấn luyện các lực lượng Ukraine vừa cho hay phía Ukraine khó lòng đánh tạt sườn quân đội Nga theo kiểu vu hồi và do đó phải đánh thẳng để rồi lại phải đối mặt với nhiều rủi ro. Cựu chiến binh này khẳng định phòng tuyến Nga là không thể đánh tạt sườn được và do vậy quân đội Ukraine buộc phải tìm cách chọc thẳng vào vùng trung tâm mà không để bị đối phương bao vây. Người lính này sử dụng hô hiệu Zeki. Hiện nay Zeki cách xa tiền tuyến và thực hiện đào tạo hàng trăm binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ. Đây là lực lượng bộ binh hạng nhẹ dùng để giữ các vùng lãnh thổ mà Ukraine mới chiếm lại từ tay Nga. Zeki thừa nhận kết cấu của các phòng tuyến Nga khiến chúng thực sự đáng sợ và khó xuyên thủng. Zeki cũng nhận định, dù Anh có thông minh khôn khéo, đi đường vòng, tìm một nơi thích hợp nhằm đánh bại phòng tuyến Nga, thì Anh sẽ lại gặp một phòng tuyến khác, rồi cứ thế cứ thế. Theo Zeki, chẳng có mưu mẹo nào giúp xuyên thủng phòng tuyến Nga cả, chỉ có cách đi thẳng mà thôi. Ukraine phát động hoạt động phản công Nga trên quy mô lớn vào đầu tháng 6 năm 2023, nhưng đạt được ít tiến bộ và chưa thu được đột phá quy mô lớn nào. Giới chức và binh sĩ Ukraine đã cố gắng bác bỏ các chỉ trích cho rằng cuộc phản công của họ chậm chạp. Họ viện dẫn lý do là phòng tuyến Nga có chiều sâu và quân đội có lợi thế về quân số. Tại mặt trận Orykiv, lính Ukraine đang phải đối mặt với thử thách ngặt nghèo của xung đột vũ trang. Dù ở ngầm dưới lòng đất, các quả bom lớn của Nga thường xuyên ném xuống đây vẫn đủ sức làm sập đổ mọi thứ lên người họ. Trước đó, vào mùa hè năm 2023 ở quanh Robotai, phía nam thành phố Orykiv, lính Ukraine phải bò qua nhiều bãi mì rộng lớn, giao tranh trong hàng tuần liền để giành giật các khu định cư nhỏ bé. Các lực lượng Kiev đang di chuyển từ từ xuống Mariupol, nhưng hành trình này cũng đầy đau đớn. Địa hình ở đây trống trải, rộng bát ngát kiểu nông trường. Lãnh thổ mà thủy quân lục chiến Ukraine mới chiếm được vào tháng 8 cũng chỉ là đống đổ nát của một tòa thị chính nhỏ xíu nằm giữa các con đường nông thôn, có ít thứ để chiếm và phòng thủ. Vào cuối tháng 11 tới, thời tiết ở Ukraine sẽ trở nên lạnh hơn và mùa đông sẽ ùa tới, tạo ra nhiều bất lợi trong hoạt động tác chiến của Ukraine. Các lực lượng Ukraine chỉ còn khoảng 8 tuần nữa để hành động trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Khi đông đến, thời gian trời sáng sẽ ít hơn và lực lượng Ukraine tiến công vào phòng tuyến Nga sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nhiều. Trong khi đó, khi tuyết bắt đầu rơi, Nga sẽ cố gắng củng cố hơn nữa tiền tuyến hiện tại của họ. Tổng thống Nga Putin được cho là trông cậy vào mùa đông để củng cố vị thế của mình trong cuộc đối đầu với Ukraine và phương Tây. Nguy cơ gia tăng xung đột Nga-Ukraine đang trở nên lớn hơn khi Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đồng thời người ta phát hiện mảnh vỡ các UAV ở biên giới các nước NATO. Hãng tin Spiegel của Đức hôm 19 tháng 9 đưa tin, Kiev gần đây thông báo cho Berlin rằng lô xe Leopard mà Đức chuyển giao cho Ukraine đã đến Ba Lan cần phải sửa chữa với nhiều lỗi. Đức được cho là đã cử chuyên gia đến Ba Lan để kiểm tra lỗi của lô xe tăng này. Tờ Spiegel cho biết, theo kết luận, những chiếc xe tăng này đã bị hao mòn nặng nề trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine trên các phương tiện ở Đức. Một số xe tăng trong số 10 chiếc Leopard đầu tiên do Đức cung cấp cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp phải vấn đề tương tự. Chính phủ Đức tuyên bố chuyển thêm lô 10 xe tăng khác vào tháng 8. Tuy nhiên mới đây, Đan Mạch cho biết chỉ có 10 xe tăng Leopard đã đến Ukraine, trong khi 10 chiếc nữa vẫn đang trên đường tới Kiev. Đầu năm nay, Đức hợp tác với Đan Mạch và Hà Lan cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cũ. Ngoài ra, Đan Mạch và Hà Lan cũng đồng ý mua và tặng 14 xe tăng Leopard 2 từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cho Ukraine. Trước đó, hai nước nhất trí sẽ giao những chiếc xe tăng này cho Ukraine vào đầu năm 2024. Hồi tháng 8, Đức cũng ủy quyền cho Rheinmetall mua và tân trang khoảng 30 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Hôm 19 tháng 9, Đan Mạch cho biết sẽ gửi thêm 45 xe tăng tới Ukraine, trong đó có 15 xe tăng T-72EA và 30 xe tăng Leopard 1. Các nước phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev, Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow cảnh báo xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine. Xe tăng Leopard 1A5 được cho là loại vũ khí cũ, không dùng đến nữa của Đức, nhưng lại là giải pháp hữu hiệu giúp Ukraine tác chiến hiệu quả trên chiến trường. Bất chấp tuổi đời của Leopard 1A5, một số chuyên gia và quan chức Đức cho rằng Leopard 1A5 có thể là một lựa chọn thay thế hữu ích. Lý do thứ nhất là hậu duệ hiện đại của nó Leopard 2A6 đắt hơn rất nhiều và ngay cả khi Đức tặng Ukraine số lượng nhỏ loại xe tăng này, Leopard 2A6 cũng phải được lấy trực tiếp từ quân đội Đức mà Đức hiện đang rất thiếu xe tăng. Bà Christian Moling, chuyên gia quân sự tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức cho rằng do lập kế hoạch chậm và thiếu kinh phí, quân đội Đức thực sự không có lựa chọn nào khác khi phải quyên góp số lượng xe tăng đáng kể. Tuy vậy, những chiếc xe tăng Leopard 1A5 có thực sự là một lựa chọn không tồi. Thứ hai, Leopard 1A5 cũ không có nghĩa là nó không thể phát huy tác dụng. Chúng có thể so với xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất, vốn được Ukraine đang dùng trên chiến trường, nhưng vượt trội hơn T-72 nhiều. Thứ ba, mặc dù đi sau các thế hệ xe tăng hiện đại mà Kiev yêu cầu, nhưng Leopard 1A5 có những ưu điểm dễ dàng vận hành, bảo trì và sửa chữa hơn các loại xe tăng khác. Nhiều chiếc xe tăng loại này đã không được sử dụng trong các kho trên khắp châu Âu cho đến khi chính phủ Đức chấp thuận tặng chúng cho Ukraine vào đầu năm nay. Thưa quý vị, mới đây, một chuyên gia hải quân và cựu thủy thủ tàu ngầm cho biết, tàu ngầm Nga bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô của Ukraine vào bán đảo Crimea gần đây đã bị phá hủy nghiêm trọng cả ở bên ngoài lẫn bên trong, hư hỏng ở mức này có thể khiến con tàu không thể sửa chữa được. Ukraine vừa qua cho biết, quân đội nước này đã làm hư hại nghiêm trọng hai tàu của hải quân Nga và tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Sevastopol, Crimea. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov nhấn mạnh một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm của Nga đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công, gây ra thiệt hại đáng kể và không còn khả năng sửa chữa. Phía Moscow cũng đã xác nhận về vụ tấn công này. Nhà phân tích quân sự Ukraine Volodymyr Zablotsky cho hãng tin RBK Ukraine được biết rằng các tàu bị hư hại là tàu đổ bộ lớn lớp Ropucha Minsk và tàu ngầm tấn công lớp Kilo Rostov-on-Don có thể mang tên lửa hành trình Kalif. Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho biết, cuộc cô tấn công do không quân Ukraine thực hiện phóng 10 tên lửa hành trình Storm Shadow vào cơ sở này. Storm Shadow do Anh và Pháp cùng phát triển là tên lửa hành trình. Hình ảnh vệ tinh mà Insider thu được sau vụ tấn công cho thấy thiệt hại rõ ràng đối với xưởng đóng tàu và hai con tàu, mặc dù mức độ phá hủy vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những bức ảnh mới được cho là thuộc về chiếc tàu ngầm bị Ukraine nhắm mục tiêu vừa lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Hai, 18 tháng 9 dường như cho thấy thiệt hại nặng nề của riêng chiếc tàu ngầm tấn công của Nga. Những hình ảnh này được nhóm tình báo xung đột CIT, một cơ quan tình báo nguồn mở thu được và sau đó được chia sẻ bởi các nền tảng OSINT khác như Oryx, nơi tập hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu về các tổn thất vũ khí và thiết bị của Nga và Ukraine trong cuộc chiến. Đây có thể là vụ tấn công lớn nhất của Kiev nhằm vào Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014, kể từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Sevastopol là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga, cùng các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công kể từ khi Moscow mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các lực lượng Ukraine trong những tháng gần đây đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhằm nỗ lực, theo lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trả lại cuộc chiến cho các trung tâm và căn cứ quân sự mang tính biểu tượng của Nga. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, hôm 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 20, dạng ngày 21 tháng 9, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người nhằm vào các địa điểm ở Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Báo cáo của bộ này cho biết 19 máy bay không người lái bị bắn hạ ở Crimea và Biển Đen, 3 máy bay không người lái khác bị loại bỏ trên các khu vực Kursk, Belgorod và Orlov ở miền Trung và miền Nam nước Nga. Báo cáo không đưa ra chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công Crimea sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn của Nga. Bất kỳ nỗ lực tấn công bán đảo Crimea nào cũng sẽ gặp phải phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ như trước đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đáp trả lời đe dọa của Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine khi tuyên bố sẽ đẩy Nga ra khỏi Crimea bằng vũ khí. Lực lượng Ukraine gần đây tăng cường tập kích kho đạn và cơ sở hậu cần của Nga trên bán đảo Crimea cũng như nhiều lần tấn công cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch nối bán đảo với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Tháng trước, Tổng cục Tình báo HUR của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine mở chiến dịch nhằm vào khu vực Crimea. HUR cho hay các lực lượng Ukraine đã đạt được mục tiêu đề ra và gây tổn thất cho lực lượng Nga trong cuộc tấn công hôm 23 tháng 8. Nga xâm nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Kiev và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện xung đột. Theo Bulgarian Military, Mỹ sẽ trì hoãn việc giao xe M1 Abram cho Ukraine ít nhất vài tuần do tăng cường huấn luyện. Nhiều người cho rằng việc Mỹ chậm bàn giao xe tăng M1 Abram sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng trên thực tế, các chuyên gia quân sự đã chỉ ra những khó khăn mà loại phương tiện này sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Chỉ vài tuần nữa, Ukraine sẽ bước vào mùa thu và những cơn mưa lớn sẽ xuất hiện và mùa thu các phương tiện chiến đấu sẽ bị cản trở trong quá trình hoạt động. Quân đội Ukraine ở thế bất lợi do phải di chuyển để tấn công, trong khi quân Nga có lợi thế hơn do ở vị trí phòng thủ. Mới đây nhất, quân đội Nga đã phá hủy chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên do Anh cung cấp cho Ukraine. Trên thực tế, quân đội Nga là lực lượng đầu tiên trên thế giới tiêu diệt được xe tăng Challenger 2 của Anh. Một số chuyên gia quân sự suy đoán rằng, việc xe tăng Challenger 2 bị phá hủy là nguyên nhân khiến Mỹ kéo dài thời gian huấn luyện xe tăng M1 Abrams cho kiếp lái xe tăng của Ukraine. Bằng cách này, Mỹ hy vọng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine sẽ không phải chịu chung số phận như Challenger 2. Mặt khác, Mặc dù xe tăng M1 Abram được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, kể cả địa hình mưa và bùng lầy, tuy nhiên hiệu suất của xe tăng vẫn có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Để giảm thiểu ảnh hưởng của mưa và bùng lầy, xe tăng M1 Abram được trang bị thêm những tính năng giúp cải thiện khả năng cơ động. Bản xích rộng giúp xe giảm lực đè lên trên mặt đất, giúp hạn chế khả năng lúng xuống trên nền đất mềm. Ngoài ra, Xe tăng có gầm cao nên có thể vượt qua địa hình lầy lội mà không bị kẹt. M1 Abram cũng có hệ thống tự làm sạch dây xích, giúp ngăn chặn bùng tích tụ và duy trì lực kéo. Những thiết kế đặc biệt này giúp cho xe tăng vẫn có thể dễ dàng di chuyển ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn, mặc dù tốc độ và sự danh nhẹn của M1 Abram có thể bị giảm được chút. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc tốc độ giảm sút và hạn chế khả năng cơ động sẽ là vấn đề đối với kiếp lái M1 Abrams trên chiến trường Ukraine khi những chỉ số này bị giảm xuống thấp, xe tăng dễ dàng trở thành mục tiêu của hỏa lực đối phương. Do đó, mặc dù xe tăng vẫn có thể hoạt động trong những điều kiện như vậy, nhưng khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả và duy trì nhận thức tình huống của kiếp lái bị hạn chế đi nhiều ngoài ra việc bảo trì và hậu cần cho xe tăng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong môi trường mưa và bùng lầy bùng có thể tích tụ bên ngoài và các bộ phận của xe đòi hỏi phải vệ sinh và bảo trì xe thường xuyên hơn xe tăng cũng có thể cần thêm nguồn lực và thiết bị cho các hoạt động giải cứu nếu chúng bị mắc kẹt hoặc bất động những yếu tố này có thể làm tăng gánh nặng hậu cần và hạn chế khả năng sẵn sàng chiến đấu của xe tăng do đó điều quan trọng là các lực lượng quân sự phải xem xét các điều kiện môi trường và lập kế hoạch phù hợp để đảm bảo triển khai và bảo trì xe tăng hiệu quả trong những môi trường như vậy. Không những thế, nga còn sở hữu tên lửa dẫn đường chống tăng Konet, một tổ hợp tên lửa chống tăng do nga sản xuất. Đây được coi là đối trọng của xe tăng M1 Abram. Konet được công ty KPP Instrument Design Barrel của nga thiết kế vào cuối những năm 1990. Kể từ khi được giới thiệu, Connect đã trở nên phổ biến và được xuất khẩu sang nhiều nước, bao gồm Algeria, Iran, CG, Ả Rập Xê Út. Connect được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khác nhau như nội chiến Syria và Yemen. Connect mang đầu đạn song song. Sau khi tiếp xúc với xe tăng đối phương, đầu đạn thứ nhất phát nổ và vô hiệu hóa lớp giáp phản ứng nổ của xe. Đầu đạn thứ hai là đầu đạn chính xuyên qua lớp giáp giết chết những người bên trong và kết nổ các loại đạn dược trên xe tăng đối phương. Tên lửa Cornet đã thành công trong nhiều cuộc xung đột khác nhau trên thế giới, đã chứng tỏ hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu bọc thép, bao gồm cả những mục tiêu được trang bị giáp phản ứng nổ. Thành công của Cornet trong chiến đấu khiến nó được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng rộng rãi. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Liên minh phương Tây đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Moscow. Cụ thể, NATO đang diễn tập cho một cuộc xung đột quân sự với Nga. NATO đang diễn tập cho một cuộc xung đột quân sự với Nga, Thứ trưởng ngoại giao Alexander Grusco cảnh báo khi khối do Mỹ dẫn đầu có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh vào năm 2024. Grusco nói, kịch bản của cuộc tập trận đã được xây dựng theo cách khiến không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga. Đây là một bước đi có chủ ý khác nhằm gây bất ổn cho tình hình ở phía Bắc châu Âu. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới của mình. Trước đó, NATO thông báo cuộc tập trận steadfast Defender diễn ra vào mùa xuân năm 2024 sẽ là đợt diễn tập trung có quy mô lớn nhất của liên minh quân sự kể từ chiến tranh lạnh. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Đức, Ba Lan và các nước Baltic với sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ. Theo Financial Times, Steadfast Defender được thiết kế để mô phỏng các hoạt động diễn tập tiềm năng chống lại đối thủ giả định mang tên Ocasus. Ngoài ra, lần đầu tiên cuộc tập trận sẽ sử dụng vị trí địa lý trong thế giới thực để tạo ra các kịch bản thực tế hơn cho quân đội. NATO đã tăng cường quy mô và phạm vi tổ chức các cuộc tập trận kể từ năm 2014 sau khi bán đảo Crimea thuộc Ukraine sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong khi đó, Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh. Moscow còn nhấn mạnh sự hợp tác giữa NATO và Kiev là một trong những lý do khiến Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga còn cảnh báo thêm rằng việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine đang khiến các thành viên NATO trên thực tế trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây làm xói mòn sự ổn định toàn cầu và khuấy động căng thẳng rủi ro của một cuộc xung đột toàn cầu đang gia tăng, Bộ trưởng nói. Đồng thời chỉ trích các thành viên NATO vì đã loại bỏ những nỗ lực mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine để ủng hộ những lời lẽ hiếu chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp trực tiếp Tổng thống Brazil Luis Inácio Lula da Silva lần đầu tiên vào hôm 20 tháng 9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Từ trước đến nay, Brazil chủ yếu giữ quan điểm trung lập về xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Zelensky gọi cuộc gặp là cuộc thảo luận trung thực và mang tính xây dựng, đồng thời nói thêm rằng cả hai tổng thống đều chỉ đạo các nhà ngoại giao của hai nước thực hiện các bước tiếp theo trong quan hệ song phương và nỗ lực hòa bình. Ông Zelensky cũng cho biết đại diện Brazil sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp liên quan đến công thức hòa bình của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ngoài ra, theo CNN, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Tổng thống Romani Klaus Iohannis, Ngoại trưởng Bulgaria Maria Gabriel và ông Zelensky đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào việc duy trì nguyên tắc thị trường chung và khả năng tiếp cận tự do các sản phẩm nông nghiệp Ukraine vào thị trường EU. Trước đó, ông Zelensky đã cảnh báo rằng các chính phủ phương Tây sẽ đối mặt với nguy cơ thất cử và rắc rối từ hàng triệu người Ukraine di tản nếu họ không duy trì hỗ trợ cho Kiev. Ông Zelensky cho biết mình đã cảm nhận được sự ủng hộ đang suy yếu từ các đồng minh trong các cuộc gặp gần đây. Ông Zelensky nói rằng dù một số nhà lãnh đạo tuyên bố tiếp tục ủng hộ, nhưng ông có thể nhận thấy họ không sát cánh với Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, nếu có đối tác không giúp chúng tôi, có nghĩa là họ giúp Nga chiến thắng trong cuộc xung đột. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng tin rằng cử tri phương Tây sẽ không tha thứ cho giới lãnh đạo nếu họ để mất Ukraine. Hơn nữa, rắc rối có thể sẽ nổi lên từ hàng triệu người Ukraine di tản sang sinh sống khắp Tây Âu. Ông Zelensky nói, số công dân này thường cư xử tốt, nhưng nếu bị các nước chủ nhà dồn vào chân tường, thì kết quả sẽ không phải là chuyện hay. Nhân dịp ông Zelensky đến Mỹ, một nguồn từ hãng tin Reuters khẳng định Washington sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, Quốc hội Mỹ đã được yêu cầu thông qua hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh cho Ukraine cho đến hết năm 2023. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố đợt hỗ trợ an ninh trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gây chú ý nhất trong gói viện trợ này là Black Hornet, một máy bay không người lái UAV siêu nhỏ với phần thân chỉ to hơn ngón tay người, được sản xuất bởi công ty Teledyne FLIR Defense của tập đoàn Teledyne Technologies của Mỹ. Black Hornet là máy bay trinh sát cực kỳ hiệu quả với nhiệm vụ đa dạng, từ thăm dò cho đến tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la Mỹ này còn bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không NASMS, hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS, xe bọc thép Striker, nhiều tên lửa và rocket khác. Tranh cãi kéo dài giữa Pháp và Đức về việc liệu các nước châu Âu có nên mua vũ khí của Mỹ hay không đã được phơi bày trong một cuộc phỏng vấn chung của tờ Lemon với các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước EU. Nội dung bất đồng chính là sáng kiến lá chắn bầu trời của châu Âu ESSI do Đức dẫn đầu được triển khai vào mùa thu năm 2022, quy tụ 19 quốc gia và dựa trên việc mua sắm chung các hệ thống phòng không. Kế hoạch này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống phòng không bốn cấp độ, từ phòng thủ chiến trường ngay lập tức đến khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tầm xa ESSI nhằm mục đích mang lại cho các thành viên NATO khả năng phòng không mạnh mẽ hơn dựa trên kinh nghiệm thu được từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dự án bao gồm việc mua vũ khí của Đức, Mỹ và Israel, hệ thống phòng không tầm gần LVS-NNBS, bao gồm một tháp pháo gắn trên xe chiến đấu bọc thép và được trang bị radar, pháo và tên lửa, tên lửa không đối không tầm trung IRIS-T SLM của Đức, tên lửa đất đối không tầm xa Patriot do Mỹ sản xuất và tên lửa chống đạn đạo Arrow tầm xa của Israel. Các hệ thống vũ khí từ ngoài châu Âu đang gây tranh cãi khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách thuyết phục những nước châu Âu ký hợp đồng với ngành công nghiệp của EU thay vì chi tiền châu Âu cho các công ty Mỹ, Israel và Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết: "Vào thời điểm mà những người nộp thuế ở châu Âu sắp phải bỏ ra rất nhiều tiền, mọi người sẽ đồng ý rằng chúng ta sẽ tăng cường quyền tự chủ của mình, không phải bằng cách mua hệ thống Patriot của Mỹ." lặp lại những bình luận của tổng thống Macron vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, người đồng cấp Đức Boris Pistorius cho biết, tốc độ là điều cốt yếu và ngành công nghiệp châu Âu không thể đáp ứng mọi nhu cầu hiện tại. Ông Pistorius nói, điều quan trọng đối với chúng ta là có một lá chắn bao trùm châu Âu càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẵn sàng mua các hệ thống ngoài châu Âu cho đến khi chúng ta phát triển được hệ thống của riêng mình ở châu Âu. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, bao gồm cả Pháp, rõ ràng là những đối tác quan trọng nhưng họ không thể cung cấp mọi thứ chúng ta cần. Theo kế hoạch, hai bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Đức gặp nhau tại căn cứ không quân Evreux của Pháp để thảo luận về kế hoạch chung giữa hai nước về xe tăng chiến đấu thế hệ tiếp theo, được gọi là hệ thống chiến đấu trên bộ chủ yếu, MGCS, và cả hai đều nhấn mạnh rằng dự án này vẫn còn rất triển vọng. MGCS được ông Macron và thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel khởi xướng vào năm 2017. Nhằm thay thế xe tăng Leclerc của Pháp và xe tăng Leopard 2 của Đức trong khoảng thời gian từ năm 2035 đến năm 2040. Nhưng dự án đã bị trì hoãn do những bất đồng kéo dài giữa Pháp và Đức về việc phân chia trách nhiệm chế tạo xe tăng mới và triển vọng xuất khẩu cùng với nhiều lý do khác. Bộ trưởng Leconnu cho biết, ngày 21 tháng 9, ông và người đồng cấp Đức sẽ chính thức phê duyệt các nội dung cho MGCS. Về phần mình, ông Pistorius cho biết thêm các nước EU khác đều được hoan nghênh tham gia dự án. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Hạ viện Nga Leonid Slutsky nhận định Ukraine đang bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây, những quốc gia hỗ trợ chính cho Kiev, đồng thời chỉ ra sự sụp đổ rõ ràng của dự án chống Nga. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Hạ viện Nga, ông Slutsky viết trên Telegram, Trước sự sụp đổ ngày càng rõ ràng của dự án chống Nga, Kiev bắt đầu mất đi các đồng minh, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã từ chối gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và so sánh Ukraine như một người chết đuối có thể kéo những người khác vào vùng nước xoáy. Nghị sĩ Nga cho rằng châu Âu bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine khiến các nước này phải trả giá như thế nào. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Ba Lan dự kiến được tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chưa được sắp xếp. Quốc vụ khanh Marcin Zidak thuộc Văn phòng Tổng thống Ba Lan, đồng thời là người đứng đầu vụ chính sách quốc tế cho hay. Trang Rozek Postpolita trước đó đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Ba Lan và Tổng thống Ukraine đã bị hủy bỏ. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban châu Âu bác bỏ việc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, song yêu cầu Kiev nộp một kế hoạch hành động để tránh làm biến dạng thị trường ở các nước EU. Tuy nhiên, Hungary, Ba Lan và Slovakia sau đó thông báo lệnh cấm đơn phương việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Đáp lại, Kiev gửi khiếu nại lên WTO trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Polsat, khi được hỏi liệu Ba Lan có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, ông Morawiecki cho hay, Warsaw sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nữa, bởi nước này phải trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại nhất. Ông Morawiecki nói: "Nếu bạn không muốn ở vào thế phải phòng thủ, bạn cần phải có thứ gì đó để bảo vệ chính mình. Đây là nguyên tắc của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đã tăng cường mua sắm vũ khí." Thủ tướng Ba Lan cũng đề cập các chuyến thăm gần đây của ông tới các nhà máy sản xuất vũ khí bao gồm pháo tự hành Krab và xe thiết giáp chở quân Rosomak. Ông Moraviky giải thích, Chúng tôi tập trung vào hiện đại hóa và nhanh chóng trang bị cho quân đội để Ba Lan có thể trở thành một trong những đội quân mạnh nhất châu Âu. Ông cũng nói thêm rằng việc Ba Lan quyết định dừng cung cấp vũ khí sẽ không ảnh hưởng tới an ninh của Ukraine. Trung tâm của chúng tôi ở Rozezal, với sự thăm vấn của Mỹ và NATO, vẫn đang đóng vai trò mà nó vẫn thực hiện từ trước đến nay. Ba Lan đã cung cấp hơn 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Các viện trợ này bao gồm đạn dược, xe bọc thép, vũ khí hạng nặng cũng như máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Tuyên bố của Thủ tướng Morawiecki về việc Ba Lan dừng viện trợ cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh hai nước căng thẳng liên quan đến vấn đề ngũ cốc. Quan hệ Ba Lan-Ukraine đang xấu lên nhanh chóng khi chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 đã nổi giận với Tổng thống Ukraine Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu-EU. Bài phát biểu của ông Zelensky tại Liên Hợp Quốc đã khiến đại sứ Ukraine tại Ba Lan ngay lập tức bị Warsaw triệu tập. Theo hãng tin AFP, ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tiếp lần đầu tiên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ khi bùng nổ xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa kêu gọi Liên Hợp Quốc chuất quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an vì cho rằng chính quyền này của Nga đang đẩy Liên Hợp Quốc vào thế bế tắc. Sau đó, ông Lavrov nhắm thẳng vào Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người cũng đang dự họp và gợi ý Mỹ có thể ra lệnh cho ông Zelensky gỡ chỉ thị chống lại việc thương thuyết chấm dứt giao tranh. Theo ông Zelensky, quyền phủ quyết Nga đang nắm giữ thuộc về Liên Xô chứ không phải Liên bang Nga. Cũng tại cuộc họp này, Phản hồi với phát ngôn của ông Zelensky, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ đề xuất trên. Ông Lavrov cho rằng quyền phủ quyết của Nga là phương thức hữu hiệu để giám sát quyền lực của các nước phương Tây. Sau đó, ông Lavrov nhắm thẳng vào Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người cũng đang dự họp, và gợi ý Mỹ có thể ra lệnh cho ông Zelensky gỡ chỉ thị chống lại việc thương thuyết chấm dứt giao tranh. Theo ông Lavrov, đây là một công cụ hợp pháp tuyệt đối được quy định trong hiến trương Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn việc thông qua các quyết định có thể gây chia rẽ đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh tạo ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chỉ trích phương Tây nhắm mắt làm ngơ trước các chuẩn mực của luật pháp quốc tế khi không tôn trọng quyền tự quyết của bán đảo Crimea và vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng phương Tây né tránh một cuộc đối thoại thực chất dựa trên hiến trương Liên Hợp Quốc về Ukraine vì họ không có lập luận nào về nguyên nhân cơ bản của vấn đề mà chỉ đưa ra những khẩu hiệu về cuộc xung đột. Trong bài phát biểu ghi hình trước Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng yêu cầu một tòa đặc biệt của Liên Hợp Quốc đưa ra sự trừng phạt đích đáng đối với Nga, bao gồm trừng phạt tài chính và tước quyền phủ quyết của Nga ở Hội đồng Bảo an. Ông Zelensky lúc đó nêu ra những điều kiện có thể đạt được hòa bình, bao gồm cả trừng phạt Nga, khôi phục an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và sự đảm bảo an ninh cho Ukraine. Về phía Nga, thời điểm đó ông Putin cáo buộc các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với Nga, đồng thời khẳng định Nga cũng có nhiều phương tiện hủy diệt. CNN dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết các cơ quan đặc nhiệm Ukraine có khả năng chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào nhóm bán quân sự, lực lượng hỗ trợ nhanh RSF, lực lượng đang tranh chấp với lực lượng vũ trang Sudan do tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy. RSF được cho là đang nhận được sự hỗ trợ từ Wagner, nhóm do cố doanh nhân Zevgeny Brigozin thành lập, đồng thời cũng là nhóm giúp Điện Kremlin có chỗ đứng ở châu Phi. Mặc dù CNN không thể xác nhận độc lập sự tham gia của Ukraine, trong một loạt cuộc tấn công, nhưng họ cho biết đoạn video cho thấy chúng mang dấu vết của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. CNN cho biết họ đã định vị địa lý các video cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xung quanh Omduman, một thành phố bên kia sông Nin, tính từ thủ đô Khatum, nơi đã trở thành tâm điểm giao tranh giữa hai phe đối địch. Các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 8 tháng 9, hai ngày sau khi Wagner gửi một số xe tải chở đầy vũ khí đến một đơn vị đồn trú của RSF. Một quan chức này nói với CNN rằng nhiều phương tiện, trong đó có một số xe tải chở vũ khí của Wagner, đã đến Zurak. CNN cho biết họ thu được hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 100 phương tiện, bao gồm nhiều xe tải, đến Zurak cùng một ngày. Hai nguồn tin từ chat tiết lộ với CNN rằng đoàn xe đã đi qua nước này để vào Zurak. Nếu đúng như vậy, điều này cho thấy sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nga và Wagner ở châu Phi. Bên cạnh nhiều quốc gia khác mà Wagner đã hiện diện như Mali, Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Wim Zwinenburg, trưởng dự án giải trừ vũ khí nhân đạo tại PAX, một tổ chức hòa bình của Hà Lan cho biết đây là lần đầu tiên những chiếc máy bay không người lái như vậy được quan sát thấy ở châu Phi. Chuyên gia về các công nghệ quân sự mới nổi này cho biết những máy bay không người lái lai vãng, FPV, như vậy lần đầu tiên được nhìn thấy ở châu Phi. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng sử dụng những máy bay không người lái như vậy ở Ukraine trong năm qua. Kể từ khi Nga mở kế hoạch toàn diện ở Ukraine, Zwinnenberg đã nói rằng cả lực lượng Ukraine và Nga đều sử dụng FPV, trang bị cho chúng súng phóng lựu, loại đạn có độ cơ động cao, chính xác như vậy, đủ sức hạ gục một chiếc xe quân sự. Zwinnenberg cho biết máy bay không người lái trước đây được sử dụng để thả bom ở Ethiopia, Nigeria và Libya nhưng việc sử dụng máy bay không người lái thương mại gắn vũ khí và phát nổ khi va chạm là hiện tượng mới ở châu Phi. Một số cá nhân được nhìn thấy trong đoạn phim mặc trang phục địa phương và quần áo màu nhạt, giống với trang phục của binh lính RSF và lực lượng dân quân đồng minh. Khi cuộc xung đột với Nga tiếp diễn, Ukraine đề cao tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm cả châu Phi. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba có 3 chuyến thăm đến lục địa đen trong năm ngoái, thăm hơn 10 quốc gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa kêu gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ công khai kế hoạch hòa bình của mình nếu ông có cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19 tháng 9, ông Zelensky nhắc lại rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào mà buộc Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ đều không thể chấp nhận được. Ông Zelensky nói với CNN sau khi có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông ấy có thể chia sẻ công khai ý tưởng của mình ngay bây giờ không nên lãng phí thời gian, không để mất người. Ông Trump gần đây nói rằng ông có thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC cuối tuần qua, ông Trump được hỏi rằng liệu thỏa thuận đó có duy trì kiểm soát của Nga ở những vùng đất của Ukraine như hiện nay không? Ông Trump nói, không, không, tôi sẽ có một thỏa thuận công bằng với mọi người, tôi sẽ làm cho nó công bằng. Khi được hỏi rằng liệu đó có phải là một chiến thắng với ông Putin không, ông Trump nói, bạn biết đấy, đó là thứ có thể đã được thương lượng, vì có một số phần, Crimea và một số chỗ khác, nhiều người mong điều đó diễn ra. Có thể đã đạt được một thỏa thuận như vậy, vì vậy thành thật mà nói, họ có thể đã đạt được một thỏa thuận, trong đó có ít lãnh thổ mà Nga kiểm soát hơn hiện tại. Chuyến đi của ông Zelensky đến Liên Hợp Quốc diễn ra khi Ukraine đang đối mặt với những trận gió ngược mạnh nhất ở Mỹ về khía cạnh tài trợ cho cuộc xung đột một nhóm của Đảng Cộng hòa trong Hạ viện công khai phản đối cung cấp bất kỳ gói viện trợ quân sự nào nữa cho Ukraine. Chưa rõ chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có sẵn sàng chấp thuận thỏa thuận nào khác hay không. Rõ ràng, sự ủng hộ của Washington dành cho Kyiv đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử của các chính trị gia Mỹ khi họ nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Trump và đối thủ chính trong Đảng Cộng hòa của ông, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều đặt câu hỏi về hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự nước này được phê duyệt trong năm ngoái. Trong khi đó, tổng thống đương nhiệm Joe Biden và hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cho đến chừng nào có thể. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kyiv và Moscow đổ vỡ vào tháng 4 năm 2022 sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường ở một số vùng ngoại ô Kyiv. Nga nhiều lần phủ nhận các cáo buộc Tháng 10 năm 2022, sau khi Moscow tuyên bố sắp nhập 4 khu vực của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý, quyết định mà Ukraine và nhiều nước không công nhận, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh nêu rõ không thể đàm phán với ông Putin. Theo RT, Điện Kremlin khẳng định rằng về nguyên tắc họ sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng Kyiv cần từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sắp nhập và đồng ý với các điều khoản như sẽ không tham gia NATO và duy trì trung lập những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại